Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lickrẻ24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Để chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay thì mình làm cho bạn Quỳnh Bông. Anh em nào mà đã xem ở clip trước thì là cô em Quỳnh Bông là đã online cùng mình ở trên 52 Lĩnh Lam ấy. Thì em ấy có nhờ là làm clip này để gửi tặng đến một ông anh đã từng gắn bó với em ấy 56 năm rồi, đã giúp đỡ em rất là nhiều ở trong game lẫn ngoài đời. Đấy, ông anh đó tên là Trần Thành Tâm nhá. Cái chủ ác của HTZ. Ok, thì mình cũng đồng ý thôi. Này, giật ván đơn nào. Lâu lắm rồi, từ cái hôm mà update VTC online mình cũng chưa có bắn trận đơn nào cả. Hôm nay quay lại bắn trận đơn nhá. Đây, mình vẫn cầm em M200 chạy tặng Ultimate Gold. Có súng này nó khá là phổ biến với anh em rồi. Đó. Hôm nay cố gắng làm quả 11x cho anh em coi cho nó phê pha. Cũng phải đến một tháng nay rồi anh em chưa coi đơn nhỉ. Rồi ơi, multikin lòi mồm anh em ạ. À, trồng khoai đất này. Ôi. Bắn cho nhân vật không kịp đọc anh em ạ. Câm luôn rồi. Đồ 29 chết không anh em ạ. Định mệnh. Bắn ghê đây. Được cái tôn đầu này rùa vãi trường. À đồ. À được cái tên tôn đầu rùa thế. Hẹo luôn rồi. Để xem là sau khi update thì bắn đơn nó còn như trước không. Ôi nhảy. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Vẫn chưa fix cái lỗi 3 giây anh em ạ. Bắn vẫn 2-3 viên không chết. Nó fix đi thì anh em bắn có lẽ là sẽ ổn định hơn. Lại multikin luôn rồi. Ô. Ô. Ôi trời. Ôi địch mệnh. Lé đạn mày, địch mệnh. Quả lo đe mình cũng lé vãi trưởng. Ôi lại multikin dài vậy. Ôi, địch mệnh. Mấy anh liền đặc kích mình. Ghê vãi cái lồn hay cả. Kiểu gì là xong trận này, kiểu gì mình ăn cái dép vào mồm rồi. Ôi bắn làm mình mấy chết ba này thì toàn rồi. Ôi, anh mạnh lé thế mà vẫn chết kìa. Lâu ngày không về Hy Lạp, có vẻ bắn sung hơn anh em ạ.
Trời ơi. Anh em thấy có phê không? Anh em thấy nó có sôi động không? Ở nhà làm gì? Đây cơ mà. Đây cơ mà. Ôi lên kin. Lên kin thế này thì ai mà chịu cho nổi. Cứ bắn nữa đi. Thế không bắn nữa thì để cho các ông bắn à. Ôi định mệnh. Tiêu thực sự. Ờ hay rồi. Bắt đầu lại đen đen à, đừng có nói là bắt đầu lại đen đen nha. Trời ơi, multi kill từ đầu trận đến cuối trận anh em ạ. Tao khỏi sợ cái gì, con này nó chát gì linh tinh vậy. Ồ, anh em thấy những pha lé đạn lắt léo không? Bắn cho mấy thanh niên không thở được. Ôi ôi đông quá. Ê địch mệnh. Cay cay gì? Cay làm gì bạn ơi? Bắn game để giải trí thôi. 3 giây. Trận này không biết được 130 kin không. Cho lên game 8 đi. Cứ lên game 8 đi anh em ạ. Lên game 8 đi thì mình lại càng lỗi. Ơi điều thế nhờ. Né lắm cư. Ôi điêu. Lé quả đấy mà vẫn bị bắn chết chứ. Ừ làm gì đấy. Bắn cuống thế nhờ. Điêu thật sự đấy. Bắt đầu thấy chùn tay rồi đấy anh em ạ. Ồ chúng không chết. Vẫn còn bị cái lỗi 3 giây rất là nhiều. Mít mới sợ. Anh em thấy là lâu ngày không về đơn nhưng mà vẫn phong độ lắm. Thế rồi đoạn cuối là có vẻ hơi đen anh em ạ. Đoạn cuối là có vẻ chết hơi nhiều ấy. Bắn toàn 1-2 mạng lại hẹo rồi. Ok, bắt đầu thấy nó đen đen dần rồi anh em ạ. Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như này. Hôm nay gặp rồi đúng không? Nhưng mà bọn này bắt đầu nó quay mình nó bắn rồi sao anh em ạ. Bắt đầu thấy nó cứ đen 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 đen. Chắc chỉ được 130 kin là căng. Né lúc đầu sung thế. Ờ làm gì bạn ơi.
115 thôi. 3. Thanh niên này săn mình hơi ghê đấy. Định mệnh. Và là top. Top bắn gắt quá đúng không? Đấy là tôi chưa chơi đồ đấy anh em ạ. Chơi đồ và bắn nó còn nữa. Nói phét thế thôi chứ không biết chơi đồ đâu anh em ạ. Từ bé lớn là mình cháo giờ mình chơi mấy cái đồ đạc đá đầm mình cháo giờ mình chơi. Mấy thanh niên kia cay cứ chửi. Ui anh em thấy rùa không, cứ kiểu phong cách spam ấy, nhiều khi mình cứ spam vào lại chết những cái thằng nó rất là tù mù. Sợ và là sợ không, mấy ông không sợ mới lạ đấy, còn mấy ông sợ là được rồi. Hóng lên táp toàn mình à. Ok đi, mình có clip mà mình ngại cái gì. B52 ảo thế bác. Gọi bằng anh thôi, đừng có gọi bác già quá. Trăm 40 kin anh em ạ. Cố gắng la liếm tí kin nữa nào. 23 giây, 22 giây nữa. Trời ơi, chạy đâu. Làm gì đấy? Làm gì đấy? 148 kin anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ok, clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.